Dạ vậy con, sắp tới quê hương của mình rồi đó. Quê hương là gì hả má? Quê hương là nơi con ngôi nhà của ngoại nuôi má lớn lên, con ngôi trường má học ngày xưa. À, con biết rồi. Quê hương là nơi con sẽ được gặp ba con, phải không má? Anh Minh, anh có biết Thu Cúc vừa hỏi gì không? Một câu hỏi giản đơn mà em không thể trả lời. Đây là phần học về áo phao, sử dụng trong trường hợp đắp khẩn trên biển. Các em xem thực tập. Đầu tiên, choàng áo qua đầu. Rồi kéo thẳng miếng vải sau lưng xuống. Đưa dùng với con Phượng. Sau đó cài vào hai móc, siết chặt dây. Đúng rồi đó. Khi thoát khỏi máy bay, giật mạnh hai thai đỏ để làm phòng áo. Nếu áo không phồng, thổi vào đầu van màu đỏ. Đưa dùm con Lan. Trời lẻ lướt. Phượng, đem mảnh giấy đó lên tôi xem. Để tôi đọc cả lớp nghe nha. Tối nay đi chơi với tao nha, bảo đảm rất đã. Còn đây là lời phúc đáp. Đi đâu hả, đồ khỉ? Chủ nhân, bữa tiệc sinh nhật hôm nay là gì của mày? Lát mày sẽ biết. Quen lâu chưa? Nửa năm rồi. Vậy mà dốt kỹ. Ê, chắc mình tới trễ. Bây giờ người ta đang nhảy đầm y xèo á. Căn nhà đẹp quá. Chắc bạn mày giàu lắm phải không? Dạo là ba má anh giàu thôi. Chứ còn hả, bản thân ảnh á, chỉ là sinh viên. Lại không thích lệ thuộc, xin xỏ gia đình. Cho nên nhiều khi uống nước á, không có tiền ta phải trả hết. Lan, anh chờ em quá trời. Em và bạn em vào nhà đi. Để anh dẫn xe cho. Các bạn ơi, xin phép được tạm ngưng một chút nha. Xin giới thiệu các bạn, một nhân vật tới trễ nhưng lại rất quan trọng đối với tôi trong ngày hôm nay. Đó là Lan, bạn tôi. Quan trọng mà tới trễ thì anh Toàn phạt đi. Chuyện phạt hay không, tôi sẽ xử lý nội bộ sau. Còn bây giờ xin tiếp tục. Đây là bạn gái của Lan. Tên gì thì Lan sẽ giới thiệu với chúng ta. Không phải đặt nữa. Nói luôn đi. Đại đi cô. Nói đại đi. Trời ơi, đi. Bạn không à. Thôi thôi. Thằng Toàn giới thiệu không có Linh đâu. Để Lan đi. Giới thiệu bạn đi Lan. Cái này là Phượng. Thu Phượng. Bạn của Lan. Bạn học chung lớp. Nào, bây giờ xin được tiếp tục cuộc vui. Âm nhạc. Mình kiếm gì uống nha. Tới đằng kia. Cảm ơn. Mời. Mời Phượng. Ê Toàn, sinh nhật của mày bữa nay vui quá ha. Đây là anh Minh,
bạn chung trường kiến trúc với anh Toàn đó. Ngồi chơi như Minh, cứ làm quen với nhau đi, tụi này ra nhảy. Anh Minh săn sóc Phượng giùm Lan nha. Thấy Phượng ít nói quá ha. Dạ. Ủa, nhà Phượng ở đâu? Xa lắm. Xa là đâu? Mãi bên quận 8. Xin phép được mời Phượng. Lát nữa anh đưa Phương về được không? Chưa biết nữa. Sao vậy? Đã hỏi ý kiến con Lan. Đừng ở đây đi. Thôi em về nha. Phượng, nhà Phượng đâu vậy? Cũng gần đây nè. Để anh đưa Phượng về tận nhà luôn. Thôi, không được đâu. Sao vậy? Anh đi nghe. Đi đâu mà khuya lơ khuya lắc vậy con? Con đi dự sinh nhật một người bạn má. Có gì ăn không má? Con đói bụng quá trời luôn. Bữa tiệc to thiệt nhưng có ăn được gì đâu. Má để trong chàng á. Thôi để má vô má dọn cho. Hồi chiều á mới nhận được thư của anh hai con viết về. Dạ má, lấy cho con coi đi. Ăn xong đi cái đã rồi coi. Lớn rồi mà cứ y như là con nít vậy. Anh viết gì vậy má? Nó nói là nó đã lo xong thủ tục bảo lãnh cho nhà mình qua Úc đoàn tụ. Má thì má đang phân vân. Con đang học trường hàng không cũng có tương lai. Nếu mà con học hành cho đàng hoàng tử tế á thì nhà mình cũng không đến nỗi nào. Mà nè, lần sau á nhớ đừng có đi đêm đi hôm như vậy nữa nghe con. Má à, con lớn rồi mà. Con lớn má mới dặn. Làm thân con gái phải biết giữ mình. Đi đêm đi hôm nhiều không có tốt à nghe. Nhớ nha con. Sao? Lại bể nữa hả? Dạ, nó bị bể hoài hả? Anh đâm giá nhanh giùm em đi kịp tới lớp nha. 30 giây. Anh đâm xiên thiệt. Đêm hôm sớm mai gì cũng thấy anh có mặt ở đây hết. Thì cũng chỉ rảnh hai giấc đó thôi. Ban ngày còn phải đi học. Hình như anh còn 2 năm nữa là tốt nghiệp đại học phải không?
Bữa nào rảnh anh đi tìm mua vỏ ruột xe cho Phượng. Nát hết rồi. Dạ, em cũng tính thay đó, nhưng còn phải đợi má cho tiền nè. Thì anh cho em cũng được chứ sao, có đáng bao nhiêu đâu. Xe Phượng hư hả? Dạ. Thôi, Phượng để xe đó, để anh sửa đi. Lên xe anh chở, kẻo trễ học à. Vậy cũng được á. Phượng quá giang anh đi cho kịp giờ học. Cứ để xe đen sửa cho kỹ, rồi chiều về lấy. Vậy anh Năm sửa giùm em nha. Ừ. Có xong cứ để bên anh, đừng mang qua nhà em. Ừ, anh hiểu mà. Đi nha. Dạ. Anh làm gì mà đi ngang qua đúng lúc quá vậy? Anh canh giờ, để tới đón em đó chứ. Đang tính hỏi tìm nhà, thì mai là nhìn thấy. Trời ơi, anh tìm nhà em chi? Sao vậy? Má em không muốn em có bạn trai sớm. Với lại nhà em nghèo lắm. Giàu nghèo đâu ăn thua gì, cái chính á là tình cảm. Thôi anh ngừng ngay đi. Ủa, chưa tới trường mà. Trời ơi, thôi ngừng ở đây đi, tụi bạn nó thấy nó cười chết. Về đi đứng nói chi nữa. Theo mày thì anh chàng đó như thế nào? Đang si mày lắm á. Không, tao muốn hỏi về con người của hắn ta kìa. À vậy hả? Ờ thì đẹp trai, có nhà giàu có. Nói chung là mọi tiêu chuẩn của thời đại hắn hội đủ hết. Chỉ có một cái tội. Tội gì? Học dốt. Ở trường hắn nổi tiếng là đẹp trai, con nhà giàu nhưng mà học dốt. Sao mày biết? Anh Toàn nói, hắn học hành lè phè lắm, suốt ngày chỉ chăm sóc tới quần áo xe cộ thôi. Cái đó nhiều khi do ảnh có máu nghệ sĩ, nên mới học hành kiểu tài tử như vậy, chứ đâu phải là dốt. Mày nói quá đáng. Chưa gì đã binh rồi. Người ta thường nói, kẻ nào mà quá chú trọng đến phần xác thì sẽ không có thời gian để chăm sóc phần hồn. Mày có chừng á. Rồi sao? Em có nghi ngờ tâm hồn của anh thiếu trong sáng hay không? Nếu nghi ngờ, em đã không ra đi chơi với anh. Anh quen ở đây lắm rồi phải không? Thỉnh thoảng, anh cũng ra đây chơi với lũ bạn trai. Còn hôm nay, lần đầu tiên anh đi với bạn gái. Thiệt không đó? Thiệt mà. Không tin hả? Tin chứ. Thôi, em thay đồ đi. Mình ra tắm biển. Khi nào mệt thì vô nghỉ ăn trưa. Lại lên em, nắng đang đẹp. Đi em. Xong rồi anh Minh ơi. Mình xuống bãi đi. Ủa, sao chưa đi? Bây giờ thì anh chẳng muốn đi đâu hết. À.
Tôi vẫn không hiểu vì sao ngày ấy tôi lại đến với tình yêu mau lẹ như vậy, bất chấp cả thân phận, gia cảnh, tuổi tác của mình. Tôi đã yêu anh hơn mọi thứ trên đời này, và tôi đã sớm trao cho anh cái quý giá nhất của cuộc đời người con gái. Tôi đã không hiểu rằng một khi đã chấp nhận như vậy thì cũng phải chấp nhận sóng gió cuộc đời sẽ bủa vây lấy mình. Thu Phượng làm gì mà thời gian gần đây luôn bỏ học vậy? Ai biết? Lan, em có biết không? Dạ thưa thầy không à. Còn lớp trưởng, em biết lý do tại sao Phượng hay bỏ học không? Thưa thầy em không rõ. Nhà Phượng ở đâu hả Lan? Dạ thưa thầy, bên quận 8 à. Ừ. Tốt lắm, vậy Lan, vậy lớp trưởng cố gắng đến nhà Phượng tìm hiểu tại sao bạn ấy hay nghỉ học. Anh Minh à. Đến ngủ chút đã, chưa tới giờ mà. Em làm sao vậy? Em trúng gió hả? Kỳ Phương, có chuyện gì vậy? Anh Minh, em sợ quá. Em sợ gì cơ chứ? Hình như là em có bầu rồi anh Minh à. Sao em biết? Có thiệt không? Em nói thiệt hả? Có nghĩa là tụi mình sắp có con. Trời ơi, mừng quá. Hả? Tôi chết rồi, ba anh về. Sao mỗi lần tới 12 giờ ba mới về lắm mà. Ai biết, sao bữa nay tự nhiên ông về sớm vậy? Bây giờ làm sao anh? Em vào trong này đi, thay đồ luôn nghe. Chịu khó ngồi yên ở trống luôn nghe. Mày làm cái gì mà tao bấm chuông đến 5 lần 7 lượt mới ra mở cổng vậy hả? Con đang ngủ, tối qua thức khuya để học bài nên mệt quá. Má mày chưa về à? Dạ chưa. Ủa, sao hôm nay mày về sớm vậy ba? Có người mời ăn cùng khách, ba về sửa soạn xong rồi phải đi ngay. À, nhớ dặn má mày, trưa nay nấu cơm bớt phần của ba đi. Dạ. Ra đi em, ông già về một chút là đi liền hả? Không sao đâu. Ngồi đây chờ một chút nghe, ông đi á là tụi mình dọn liền. Cũng phải chuẩn bị sẵn á. Tức là bà về hả? Là khổ. Ngày mai á. Bơm giùm cái bánh sau đi. Dạ. Yeah.
làm sao vậy Phượng? Không sao. Để anh đưa em vô nhà nghe. Em nói không có sao mà. Nè, quen với cậu hả? Dạ, cậu ở chung xóm. Nhìn điệu bộ là biết đã ốm ngán. Sao chú biết? Trời ơi, còn lạ lụng gì nữa. Tôi cũng năm sáu lửa rồi. Đúng không? Hai tháng rưỡi rồi. Bác sĩ cho thuốc gì vậy? Thuốc dưỡng thai. Thôi, lên xe đi. Có lẽ con phải lấy vợ ba má. Không, con nói thật đó. Có lẽ con phải lấy vợ thôi. Rồi sao? Nói tiếp đi. Mày tính lấy ai? Một cô gái hết sức dễ thương ba má. Con và cô ấy đã thương nhau lâu rồi. Và nay quyết định sẽ tiến tới hôn nhân. Quyết định tiến tới hôn nhân? Dạ. Mà cứ để cho nó nói hết. Cái chủ yếu của tao với má mày muốn biết là nhà cửa nó ở đâu, gia cảnh thế nào. Ở quận 8 bà, nhà nghèo thôi. Nhưng phải nói là rất ngoan. Tên của ta là Thu Phượng, còn đang đi học. Thôi dẹp đi, không có công có Phượng gì hết á. Tao với ba mày đã tốn bao nhiêu tiền để lo cho mày được vào đại học. Vậy mà chưa tới đâu hết. Đã bày đặt yêu đương, giờ còn đòi cưới xin nữa chứ. Mà cưới xin ai, khổ quá con ơi. Để con chim mà nó còn biết chọn hạt để mà mổ nữa. Huống chi là con người. Nhưng, thưa má, không có nhân gì hết. Má mày nói đúng, phải dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi. Chỉ nghe mà nói sơ sơ là tao biết cái nhà đó tan mạc hay sao rồi. Nhưng thưa ba, tụi con đã lỡ, cô ấy đã... Nhưng cô ấy đã lỡ có thai. Bao lâu rồi? Dạ, 2 tháng rưỡi rồi. Hai tháng rưỡi thì ăn thua gì? Cho dù nó có đẻ ngay bây giờ, tao cũng không chấp nhận. Không việc gì phải thương xót hết. Cái kiểu tiền dâm hậu thú như vậy khác gì con đĩa chữ quan. Một con đĩa chữ quan mày biết không? Còn bà nữa, làm gì phải bận tâm như vậy? Đưa một số tiền tới bệnh viện đẩy ra là xong. Ba, má, má thương con, má giúp giùm con, má qua nói với người ta cho con được cưới Phượng đi má. Mày có biết mày đã làm một cái việc thối tha cho cái nhà này không? Ba mày đã nói rồi đó, khôn hồn thì làm theo lời ổng. Tiền đây, đưa nó đi phá đi. Em thông cảm, anh đã nói hết lời với ba má anh rồi. Nhưng vì sao ba má anh không chấp thuận? Ba má nói hai đứa mình đều còn nhỏ quá, chưa thể lấy nhau lúc này được. Có gì đâu, chỉ cần làm một cái lễ đơn sơ thôi, rồi em sẽ kiếm việc gì làm để nuôi con. Còn anh cứ tiếp tục học cho xong đại học. Ba má anh cũng sẽ không chịu đâu.
Còn cái thai này thì sao? Bà má nói có lẽ giải quyết bằng cách phá nó đi em à. Phá đi? Anh muốn giết đứa con này, muốn giết tình yêu tụi mình à? Không không, đó là ý ba má. Anh không muốn như vậy. Nhưng ba má là người sinh thành, nuôi dưỡng anh. Anh không thể làm trái lời được. Trời ơi, lẽ nào ba má anh lại tàn nhẫn đến như vậy? Phượng à, đôi lúc anh tính hay là mình trốn đi một nơi nào đó thật xa để mình sống với nhau, nhưng lại thấy không được. Vì mình còn quá trẻ, làm sao vào đời với đôi bàn tay trắng được. Anh Minh à, hay là anh cứ bỏ quách ngôi nhà đó đi, sang ở bên nhà em. Nhà em tuy nghèo thôi, nhưng má cũng có thể cư mang vợ chồng mình và con được. Nha anh, mình phải được sống với nhau. Con của chúng ta phải được ra đời nha anh. Ừ, để anh tính lại đã. Còn tính toán cái gì nữa? Nó có giỏi đẻ thì cứ cho nó đẻ. Đứa nào cũng lớn hết rồi, có phải tuổi gì thành niên đâu mà sợ. Sợ thì không sợ, nhưng mà chuyện này ôm xòm lên thì không hay ho gì đâu. Đó là chưa kể tới chuyện nó có thể tới nhà mình dòi dĩnh làm tiền nữa. Bọn khố rách áo ôm này, chuyện gì mà nó chẳng dám làm. Cái gì? Nó mà dám tới đây làm tiền hả? Tôi chỉ cần phone một cái, người ta sẽ tới đây cầm đầu nó liền. Thằng mất dạy kia, mày đi đâu đó? Bộ tính đến gặp con đĩ đâu nữa hả? Cả nhà đã khổ sở việc làm ngu xuẩn của mày, như vậy chưa đủ sao? Ông làm gì vậy? Tính giết con hả? Cái gì cũng từ từ rồi tính. Thôi, ông lên lầu đi. Kể từ giờ phút này, tao cấm mày ra khỏi nhà. Cả mày nữa, tao chỉ cần phone một cái là cong đầu liền nghe con. Bây giờ mày tính sao? Con cũng chẳng biết tính sao. Cô nói thế nào, cô ta vẫn cương quyết giữ cái bào thai đó. Có gì lạ đâu. Nó muốn giữ vì nghĩ mày vẫn còn thương nó. Nó dùng cái đó để giữ chân mày. Nhưng nếu mày dứt khoát với nó thì con nhỏ cũng chẳng giữ làm gì. Lúc đó chẳng cần mày khuyên, nó cũng sẽ tự động đi phá cho con coi. Tao cũng là phụ nữ, tao còn lạ gì cái tâm lý đó. Vấn đề bây giờ chỉ tùy thuộc vào con. Làm thân con trai mà cứ như cây gậy của thằng mù, chẳng có gì phải ái nái về chuyện này. Nè, má nói thiệt, đẹp trai như con để sống trong một gia đình quyền thế, có chơi thì chơi, chứ tội gì phải để bị ràng buộc bởi một con nhỏ nghèo kiết xác đó. Vỏ xe đảm bảo, Phượng tha hồ chạy, chấp chở đôi luôn á. Anh Năm mua hết nhiêu, lát nữa tính để Phượng gửi tiền. Không được, cái đó thì bậy, anh đã nói cho là cho. Anh đã mua lâu rồi đó chứ, nhưng có một dạo không thấy Phượng chạy xe, đứa hơi sợ kỳ. Tại lúc đó anh Minh bạn em còn rảnh, nên buổi sáng anh đưa ghé đón em đi học. Mấy hôm nay chắc bận thi cử gì đó nên anh không tới. Đúng rồi, thời gian này đang là mùa thi của các trường đại học. Anh cũng vậy, nhiều bữa không dám làm khuya, phải dành thời giờ để ôn bài. Bơm giùm cái bánh xe. Bánh trước hả anh? Anh Minh. Ủa Phượng. Đây là Phượng, bạn của bạn, bạn anh. Anh Minh đi đâu vậy?
Chở cô bạn đi ăn sáng uống cà phê, ăn hoài Sài Gòn cũng chán, nên xuống quận 8 đổi món. Anh làm cái trò gì vậy anh Minh? Ủa, cô nói gì vậy? Ai biết. Sao không bơm đi anh? Bánh xe vẫn còn đầy hơi mà. Vậy được rồi, không cần bơm đâu. Vậy hả? Cảm ơn nha. Chuyện gì vậy? Đi uống cà phê với tao. Tao không rảnh. Nên rảnh đi. Tao có chút chuyện muốn bàn với mày. Chuyện Phượng phải không? Phải. Mày đã xử sự với Phượng hơi thô bỉ. Chuyện này đâu liên quan gì đến mày. Có liên quan chứ. Thứ nhất, vì Phượng là bạn thân của Lan. Thứ hai, mày và Phượng quen nhau tại nhà tao, do tao giới thiệu. Ít nhiều gì tao cũng có trách nhiệm chứ. Thôi được rồi, bây giờ mày muốn gì? Muốn tụi mình đi uống cà phê ở đâu? Xích tân chút. Hãy để cho tao đi Lan, tao muốn gặp nó đâu. Mày cứ bình tĩnh ngồi đây, gặp hắn cứ hỏi thẳng. Tao muốn cái gì cũng phải rõ ràng, yêu không yêu cũng phải dứt khoát. Kìa, tới rồi đó. Mày bày trò này làm chi vậy hả Toàn? Mày tính lấy thịt đời người hả? Bình tĩnh, vào ngồi cái đã. Rồi, muốn bàn tính cái gì thì bắt đầu đi. Khoan, cũng phải kêu nước đã chứ. Mày uống cái gì? Tao không uống. Mấy người muốn cái gì thì nói mẹ đi. Không cần đâu anh Toàn, cứ để cho anh đi đi. Mày nín đi, không có gì phải sợ hết á. Anh Minh à, tụi mình ở đây đều là những người bạn thân với nhau, cho nên cứ nói thẳng ra đi. Tình cảm giữa anh với nó còn ấy hết, tụi này không có dám xen vào. Nhưng ít ra anh phải có trách nhiệm với đứa con trong bụng của nó chứ. Ra là chuyện đó. Mày ngồi xuống đây đã. Tao gian mày đó Lan, để cho tao Phượng đi mà. Phượng ngồi xuống đi. Có lẽ hôm nay cũng nên rõ ràng mọi chuyện. Mình là những người bạn thân mà. Nói tôi thiếu trách nhiệm là không đúng. Chuyện bầu bì gì đó của Phượng, tôi với Phượng đã bàn kỹ lắm rồi. Có đúng không Phượng? Anh đã chỉ Phượng cách giải quyết rồi. Phá nó đi. Thậm chí lúc nào anh cũng dự trữ sẵn một số tiền để giúp Phượng làm chuyện đó. Cầm đi em. Đồ khốn nạn, anh giải quyết chuyện đó bằng cách này à? Sao lại không được? Bởi vì nghĩ cho cùng, chắc gì cái thai cô đang mang là của tôi. Trời Minh, trời ơi, tao không ngờ mày đẩu cán như vậy. Anh vậy? Kệ tao. Trời ơi, cách làm cái gì vậy? Anh dàn ra, thôi anh xử nó. Muốn cái gì? Thôi. Đồ con gái hư, đuôi hả? Trời ơi, bộ gia đình tôi vô phước lắm hay sao mà con Phượng đã gặp chuyện nhục nhã như vậy. Cũng tại tụi con bắt nó ngồi lại nói chuyện, mà con cũng không ngờ thằng nó khốn nạn như vậy. Từ chiều tới giờ con với anh Toàn đi tìm Phượng miết mà không gặp. Con sợ nó làm điều gì dại dột nên con tới con báo cho bác hay.
Ông ơi, ông có linh thiêng về phù hộ con Phượng nó được bình yên, nó đừng làm điều gì dại dột như ông. Đứa nào đưa bác đi giùm coi. Sao bác lo quá à? Mau, mau lên đi con, đi đi lẹ lên giúp bác đi. Thôi để tụi con đi kiếm Phượng thêm một lần nữa. Bác cứ ở nhà, trời đang mưa, bác ra đường không tiện đâu. Ráng giúp giùm bác nha con. Đi em. Hai đứa ráng tìm cho được con Phượng giùm bác nha con. Thưa bác con đi. Nhà có chuyện gì vậy bác? Cuộc tình đắm say lòng em đã để lại xót xa bao ngày qua. Rồi, cảm ơn mày nha. Biết bao mộng mơ nay còn. Có đứa nào nó gặp Phượng không? Từ ngày Phượng nghỉ học tới giờ đến chơi với đám này lắm. Thôi lại đi. Chia ly sao đành hững hờ, con tim phai tàn ước mơ, lênh đênh không thấy bên bờ, mãi mãi giã từ cuộc tình đầu tiên. Ôi bao nỗi nhớ triền miên cho ngày tháng thêm đớn đau, tình buồn như ly rượu đắng, môi khô cạn cháy lòng nhau. Thôi em đành mãi xa anh, bao kỷ niệm lắng trong tim cho đời đắng cay thêm. Phượng hồng trước sân nhà em đã vui tàn, sắc hoa này nhạt phai, một thời ngất ngây tình yêu nay chìm đắm vương sầu nặng vai. Đồ ngu. Cô còn trẻ quá mà, đừng có điên khùng như vậy. Quốc hận điều gì cũng cần phải sống để ẩn quán giang hồ chứ. Và lại, qua nói thiệt, đời mình á sao cũng được. Nhưng đừng có để cho người thân của mình phải đau buồn khổ sở. Chắc cô cũng còn có mẹ già chứ. Thôi đứng dậy đi, để qua đưa về nhà. Cứ về nhà đi rồi hãy tính. Rồi, lên đi. Lên xe đi. Lên đi. Lên đi. Đời qua đã hơn một lần gặp những trường hợp cũng muốn chết lắm, nhưng rồi đâu cũng vào đó hết hả? Như vậy cho nó kín gió đỡ lạnh ha. Bác ơi, bác ơi, bác xin lô ơi. Làm ơn cho cháu hỏi thăm, nãy giờ bác có thấy ai ở đằng cầu kia không bác? Chú hỏi vậy là sao? Dạ chẳng nói dối gì bác, cháu có một đứa em gái
Rồi chắc ở nhà chửi rủa hay hành hạ gì nó dữ lắm mà phải không? Dạ không có đâu bác. Ở nhà ai cũng thương nó hết. Nhưng nó đang có chuyện buồn, chỉ sợ nó làm chuyện dại dột. Giờ này má nó đang khóc đỏ mắt ở nhà. Tối nay mà không tìm được chắc má nó chết mất. Ách Nam. Phương. Không nha má. Không, đó là lỗi người má. Má chưa kịp nói cho con hay rằng nơi nào sống vì tiền thì nơi đó thường bạc nghĩa đó con à. Thằng Minh nó lại đi đâu rồi bà? Thì chắc lại tới nhà vợ sắp cưới của nó. Giải áo cô dâu thì coi như đã xong. Còn sợi dây chuyền với cặp bông đó, ông tính làm sao? Chừng nào tới hăng hay, bà làm như nước tới trôn rồi không bằng. Trời đất, ngày 18 tháng tới là đám cưới của thằng Minh rồi. Không tới trôn thì tới đâu? Tôi tính vậy nè ông à. Nhà mình giàu sao cũng thuộc loại gia thế, giấy rách phải giữ lấy lề, phải tổ chức cho nó tương xứng với gia đình người ta. Người ta cũng khí. Cha con Ngọc, vợ sắp cưới của thằng Minh, ngày xưa là cái gì? Là người giúp việc cho tôi mà không cất nhắc thì muôn đời tôi không ngóc đầu lên được. Thì người ta có quên ơn ông đâu. Cho nên bây giờ dù ông nghỉ việc, họ vẫn chịu làm xui với gia đình mình kia mà. Trong khi đó, ông cũng thấy thằng Minh nhà mình có phải vàng bạc đá quý gì cho cam. Học hành thì dở dang, đến cái bằng đại học cũng không có nổi. Tối ngày lông ba lông bông ăn bám cha mẹ. Người ta mà không vì ân nghĩa với ông thì muôn đời cũng không chịu gả con đâu. Bà ra coi, chắc tụi nó về đó. Tôi đi cất mấy cái này, ông ra mở một chút cũng được sao? Được chứ. Tôi biết mà. Từ ngày tôi nghỉ việc, cái trật tự nhà này cũng đảo lộn hết rồi. Dạ chào bác. Cô hỏi ai?
Cháu là Thu Phượng, trước đây là bạn của anh Minh. Cháu muốn ghé lại thăm ảnh. Bạn của thằng Minh? Dạ. Sao tôi là cha nó mà tôi không biết? Dạ, tại dạo đó cháu chưa có dịp gặp bác. Thời gian sau này cháu lại sống ở nước ngoài. Nói vậy cô là Việt Kiều à? Cháu sống ở Úc, mới về về nước. Anh Minh có nhà không bác? Nó đi vắng nhưng không sao, cháu cứ vào nhà chơi đợi nó. Cô ngồi chơi. Dạ. Cháu bé dễ thương quá. Chào ông đi con. Chào ông. Y chà, nói tiếng Việt giỏi quá, trong khi nhìn mặt cứ y như là Tây. Ai vậy ông? Việt Kiều, bạn của thằng Minh từ nước ngoài về thăm nó. Vậy à? Chà, quý quá quá. Cháu sống bên đó được bao lâu rồi? Dạ, cháu sống được 6 năm. Trước đây cháu và anh Minh đã có thời gian yêu nhau. Nhưng sau đó duyên không thành nên cháu mới ra đi. Chuyện cũ kể như đã qua. Mục đích cháu về Việt Nam lần này là để thăm lại anh Minh và xem cháu có thể giúp gì được ảnh không. Quý quá quá, thì ra cháu là người yêu cũ của thằng Minh nhà bác. Xin lỗi. Vậy cháu tên gì? Thu Phượng. Cổ tên là Thu Phượng. Vậy còn cháu bé này là? Dạ, cháu là Thu Cúc, con của cháu với anh Minh đó bác. Ba mày đã nói rồi đó, khôn hồn thì làm theo lời ổng. Tiền đây, đưa nó đi phá đi. Dù cho nó có đẻ ngay bây giờ, tao cũng không chấp nhận. Đó chẳng qua chỉ làm con đĩ chữ quan, chữ quan. Tiện đây cháu có chút quà xin biếu gia đình. Đây là của bác gái. Còn đây là quà của bác trai. Còn chiếc nhẫn này cháu xin tặng anh Minh, nhờ hai bác chuyển giùm. Rất tiếc là hôm nay cháu không được gặp ảnh. Nhưng không sao, cháu sẽ ở lại đây khá lâu. Đây là khách sạn và số phòng của cháu. Rất mong được anh Minh tới thăm. Bác sẽ bắt nó tới. Cháu yên tâm, nó sẽ tới mà. Cảm ơn bác. Thật ra, mục đích kỳ này cháu về nước cũng là để Thu Cúc được nhìn mặt cha nó. Xin phép bác. Để bác ra mở cổng. Cho bà ẩm chút rồi con. Chào bác. Xe có cần đợi không, thưa cô? Thôi khỏi, cảm ơn. Dạ. Tôi sẽ tự về khách sạn sau. Dạ. Mình vô đi con. Má ơi má, mình về nhà ngoại hả má? Ừ, nhà ngoại á trọng. Má ơi má, sao mình không vô đi má?
Lúc trước nhà đó là của ngoại, nhưng bây giờ người khác ở rồi. Phượng, mai con xạo á. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Mai con xạo, bắt được con rồi nè. Nó màu lớn quá. Nhớ ngày nào anh đón hai mẹ con ở bệnh viện về, nó nhỏ xíu như là một con mèo á, chẳng mấy chốc lại trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như má nó ngày xưa. Ừ, giống em mà làm gì anh ơi, cực quá trời à. Dạo đó mà không có anh giúp đỡ, chắc em chết mất. Thôi, chuyện qua rồi, đừng nhắc lại làm gì nữa. Mình nói chuyện bây giờ đi em. Cuộc sống của anh Năm lúc này như thế nào? Từ lúc ra trường cũng đỡ hơn nhiều lắm. Chỉ tiếc một điều là ngày anh nhận bằng tốt nghiệp thì cũng là ngày má anh vừa mất. Thành ra ước nguyện học thành tài để có dịp báo hiếu cho bà cụ vĩnh viễn anh không bao giờ thực hiện được. Dĩnh chăng hay con? Ngựa hí nè. Anh Năm nè, thời gian sắp tới anh có rảnh không? Không rảnh lắm, nhưng cũng có thể sắp xếp được. Chị và Phượng, em muốn nhờ anh làm tài xế chở đi vài chỗ có công chuyện đó mà. Tưởng gì chuyện đó thì 30 giây. Mà bây giờ anh có xe nổ rồi, không chạy xe đạp như hồi xưa đâu. Dù cô Phượng, hai mẹ con bà tính sau đây? Tôi cũng là phận đàn bà như con Phượng. Ông và nó muốn tính sao thì tính. Sao Minh, mày nói đi chứ. Cứ ngồi đó ngắm ngắm nghía nghía hoài vậy. Trước giờ mọi chuyện đều do ba má quyết định, sao bây giờ lại hỏi con? Được, nếu vậy thì tao tính như thế này. Trước hết phải công nhận cô Phượng là một đứa tốt. Chẳng những nó không oán hận gia đình mình, mà còn đến đây để thăm hỏi, tặng quà. Cử chỉ đó thật sự đã làm cho tôi xúc động. Thứ hai, dẫu sao bé Thu Cúc cũng là giọt máu của thằng Minh, là cháu nội của tôi với bà. Con Phượng đã cất công về đây, chỉ cốt cho đứa bé được nhìn mặt cha, thì tôi với bà còn hẹp hòi gì mà không nhận cháu. Cả mày nữa Minh à, phải nhìn nhận giọt máu của mình, như vậy mới phù hợp đạo lý làm người. Sao má? Những điều ba con nói có gì là khó? Ngay bây giờ tôi sẵn sàng nhận cháu Thu Cúc là cháu nội của mình. Đồ ngu! Nếu bà chỉ nói ở đây thì ai biết, ai thấy, ai hay? Cô Phượng bây giờ đâu phải là một đứa nghèo nàn như xưa. Nhận cháu thì phải nhận như thế nào cho tương xứng với nó chứ. Theo ông tôi phải nhận cháu kiểu nào? Bà tổ chức cho tôi bữa tiệc khoảng 10 người ăn. Mời mẹ con Phượng cùng vài bạn bè thân thích tới dự. Trong không khí trang nghiêm và thâm tình đó, tôi sẽ đứng ra tuyên bố lễ nhận cháu. Trời ơi, tiền đâu mà tiệc với Tùng? Đám cưới của thằng Minh sắp tới tôi còn lo chưa đủ. Bà lôi cái số tiền để dành cho đám cưới đó ra để tổ chức buổi tiệc này. Còn thằng Minh, trong ngày hôm nay phải tìm gặp cho được con Phượng, nói nó chủ nhật này tới dự tiệc, cho tiêu chuẩn nó được mời thêm hai người bạn, còn mày một đứa. Nhưng không phải con Ngọc, vợ sắp cưới của mày đâu nha. Và nên nhớ một điều, không ai được nhắc nhở đến đám cưới của thằng Minh trong buổi tiệc ngày hôm đó. Bà Phượng đi từ hồi sáng, chẳng có ai tìm thì chỉ đến địa chỉ này. À, để đây à. Số con Lan này sướng thiệt. Thời con gái thì được ba má cưng chiều, bây giờ thì được chồng phục vụ tận răng,
ở đó. Tại bây giờ cái bụng ta nặng nề quá, với lại mẹ về chơi, ổng mới chịu xuống bếp á. Chứ hồi trước thì sao? Phương biết không, tụi này lấy nhau được 2 năm á, thì hết 1 năm, bả cho anh đi ăn cơm tiệm á. Thiệt vậy sao? Trộ hư cái gì Lan, hư cho mà hư. Cái ông này, tại lúc đó mới ra trường, bận đi bay hoài, nên không có sắp xếp thời gian được. Nói cho ngài lúc đó đó, Lan còn chưa khái niệm về nữ công gia chánh hết. Cái ông này lúc nào cũng nói xấu vợ này. Cẩn thận em nước sôi kìa. Vợ chồng son ơi, đổ bể hết tất cả. À, con ngoan, ngồi đây con. Đây con, đây con. Đây, xong hết chưa? Còn món hầm nữa. Vậy hả? Mình cứ la ra là vừa. Nào, xin mời tất cả ngồi vào bàn. Ngồi Phượng. Ngồi xuống coi. Hôm nay mấy ông con trai trổ tài nội trợ, không biết ăn vào có vấn đề gì không đây. Đúng rồi đó. Cứ yên tâm, các món ăn hôm nay đều được chế biến theo đúng quy trình và đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Để tôi ra xem nha. Các bạn cứ dùng trước đi. Nào, chúng ta nâng ly mừng ngày hội ngộ nè. Chúc mừng. Chúc mừng. Khỏe, khỏe không Toàn? Lâu quá mới gặp lại mày. Tao đến tìm Phượng. Cô ấy ở trong đó phải không? Phải. Mày vào đi. Cảm ơn nghe. Ê, lối này chứ. Mới mấy năm không lại nhà tao, mày quên rồi à? Vô đi. Ráng lên. Hết luôn, ráng hết luôn. Hay quá. Hóa ra Toàn là người quen cả mà. Ai vậy má? Ai vậy má? Sao má không nói? Ba con đó. Ra mời ba vô đi con. Mời ba ngồi. Cảm ơn con. Bé Thu Cúc giỏi quá. Thôi chúng ta tiếp tục đi anh Toàn. Nè nè nè, con qua đây ngồi. Đó, ngồi đó nha. Nào, bây giờ chúng ta nâng ly mừng ngày hội ngộ. Nào, xin mời. 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 Mời anh. Mời. Anh Minh vẫn khỏe chứ hả? Anh khỏe, cảm ơn. Vậy còn em? Tất nhiên. Hôm em ghé thăm nhà, rất tiếc là anh lại đi vắng. Về nghe bà má anh nói là em vẫn khỏe. Anh mừng lắm á. Anh Minh đến thăm em hay có chuyện gì nữa không? Bà má anh muốn mời em và bé Thu Cúc chủ nhật này đến nhà để mà dự tiệc. Tiệc gì vậy anh? Bà anh muốn chính thức nhìn nhận bé Thu Cúc là cháu nội. Anh mong là em sẽ không từ chối. Em sẽ tới, chắc chắn như vậy. Đó là điều hạnh phúc cho bé Thu Cúc. Cho nên chắc chắn em sẽ tới, cả em và con. À, vậy thì nhân tiện đây, mời các bạn hôm đó tới chung luôn cho vui. Hả? Em sẽ rủ các bạn tới, anh yên tâm. Vậy nha, giờ Thịnh phải về báo cho gia đình để ba má anh chuẩn bị. À, hôm đó ráng tới như Toàn, chuyện cũ coi như đã qua rồi. Tụi mình phải biết nhìn về tương lai. Ta không hiểu tại sao mày quyết định nhận lời đi dự bữa tiệc đó. Bé Thu Cúc mấy năm nay không có cha, ông nội, bà nội mà nó vẫn sống đó chứ. Mày không hiểu được tao đâu Lan à. Chị ơi, cho em xem mấy bộ áo cưới.
Xin lỗi, chờ mình chút nha. Ai vậy? Cô muốn chọn áo nào cứ tự nhiên nha. Giờ sắp cưới của Minh, tội nghiệp, là thêm một con mồi của gia đình hắn. Họ đến rồi đó, tất cả sẵn sàng đi. Tất cả nhớ, không ai được nói gì ngoài nội dung tôi đã trao đổi, nghe chưa? Rõ. Đi má, lẹ lên. Thưa các thân hữu, thưa cháu Phượng, lá rụng về cội là một định luật của vạn vật hấp dẫn, nhưng đồng thời cũng là chân lý của cuộc sống. Cho nên, với tấm lòng và hành động của cháu Phượng đã làm chúng tôi xúc động, và càng xúc động hơn nữa vì đến hôm nay, gia đình chúng tôi mới được biết là mình đã có một đứa cháu nội. Cho nên hôm nay, để hợp với đạo lý con người, trước mặt cháu Phượng cũng như quý thân hữu, tôi xin được chính thức tuyên bố bé Thu Cúc là cháu nội của chúng tôi, là đứa con đầu lòng của thằng Minh. Đứa bé dễ thương quá ha. Có được quý cháu nội như vậy thì tiếng quá. Dễ thương em ha. Nè, cái bào thai đó bà má nói có lẽ giải quyết bằng cách phá nó đi em à. Tất cả cứ tự nhiên để tôi, bà với thằng Minh tiếp khách nha. Nào, xin mời mời tất cả, chúng ta ngồi đi chứ. Bữa tiệc hôm nay cũng là dịp để tôi nhìn nhận tất cả lỗi lầm của mình trước đây, và mong các bạn thông cảm. Chào bác ạ. Ủa, cháu Ngọc, có việc gì không? Thằng Minh chở má nó đi từ sáng để mua sắm gì đó. Anh ấy hẹn bữa nay chở cháu đi thử áo cưới, nhưng chờ mãi không thấy cháu mới ghé qua đây ạ. À, không chừng về này má của thằng Minh ở bển. Hồi sáng lúc sắp đi, có nghe bà tính như vậy, cháu về lẹ cho kịp gặp nó, không thôi lại mất công chạy lòng vòng kiếm nhau. Dạ. Nhốt lại luôn. Má ơi, cô Lan ơi, được thêm một con nữa nè. Cô bắt năm đó, bắt toàn chưa được con nào hết. Bé Thu Cúc dễ thương quá. Tao ước sao đứa con sắp ra đời của tao cũng nghịch ngợm quậy phá như nó vậy. Ở đó mà ham, chỉ có việc theo canh chừng nó thôi, mày cũng đủ phát khùng rồi. Không sao, có ba nó giữ nó rồi. Tao với Toàn phân công kỹ lắm á. Tao thì lo đẻ, còn ba nó thì lo giữ con. Mày nghĩ sao về bữa tiệc hôm đó ở nhà Minh?
Tao thấy có cái gì đó nó kỳ kỳ. Tao cũng vậy. Nhớ lại không khí bữa đó, tao cảm thấy tội nghiệp cho bé Thu Cúc nhiều hơn. Thì tất cả cũng tại mày. Đúng là bé Thu Cúc cần có cha, nhưng vấn đề là phải người cha đó như thế nào kìa. Con. Hay là mày vẫn còn yêu Minh? Tại sao mày lại nghĩ như vậy? Tao chỉ ngờ ngờ vậy thôi. Với có một nguồn tin mới nè, Minh đã tự hủy bỏ cuộc hôn nhân của hắn. Vậy à? Và tao nghĩ tất cả nguyên nhân là cũng vì mày. Thiệt đó. Nhớ nghe, tới không gặp cũng phải ráng mà ngồi đợi. Cầm cái tiền phòng hờ. Dạ. Lại trời cho con nhỏ nó đồng ý. Xin lỗi cô. Anh Minh. Phương ngồi đợi ai vậy? Đợi anh. Em có linh tính bữa nay anh sẽ tới. Và quả nhiên em đoán đúng. À, con đâu rồi em? Con ngủ trên phòng. Anh hỏi có chuyện gì không? Đây, anh có chút quà muốn gửi cho con. Anh đến thăm hai mẹ con em là quý lắm rồi. Quà cáp làm gì cho tốn kém. Thu Cúc nó không thiếu thứ gì đâu. Anh hiểu. Nhưng đây là tình cảm của người cha dành cho con. Dẫu sao, đó cũng là giọt máu của anh mà. Phương à, nếu em đã cho phép anh nhận con, thì phải cho anh có trách nhiệm với nó. Như vậy, mới hợp với đạo lý làm người. Thì em có ngăn cản chuyện đó đâu. Nhưng không phải chỉ như vậy. Thu Cúc cần phải có một người cha, một người cha thực sự, luôn ở sát bên nó, giáo dục, dạy dỗ nó chứ. Đó là điều em vẫn mơ ước. Được như vậy thì hạnh phúc cho em và con biết bao. Chính vì hiểu điều đó, nên mới đây, ba má anh đã khẳng định là anh phải quay trở lại với em và con đó. Cho phù hợp với đạo lý. Phải, cho phù hợp với đạo lý. Đó là ý kiến của ba má anh. Còn anh thì sao? Anh cũng đã nhiều lần tự hỏi mình điều này. Và cho tới hôm nay, anh có thể khẳng định rằng anh vẫn yêu em. Yêu em hơn bao giờ hết. Có lẽ mình lên phòng nói chuyện đi anh. Phượng biết không, sau cái ngày xưa đó, anh cứ hối hận mãi. Nhiều lúc muốn đi tìm em, nhưng rồi lại không dám. Thôi, chuyện đã cũ rồi, chẳng cần nhắc lại làm gì anh à. Nghe nói thời gian qua anh cũng định cưới vợ phải không? Đã lập cả hôn thú rồi đó, nhưng ba má anh nói là phải hủy bỏ đi. Để trở lại với em và con đó. Anh đã làm xung xuôi hết. Đây là giấy công nhận hủy bỏ hôn thú của tòa án. Hủy bỏ một hôn nhân. Tại sao anh lại quyết định làm như vậy? Vì anh đã có em, đã có bé Thu Cúc. Anh chỉ có thể có một hôn thú duy nhất là với em mà thôi. Đó là sự thật Phượng à. Xin em hãy vì con mà tha thứ những lỗi lầm trước đây của anh. Anh muốn chúng ta hàn gắn lại.
cho em xin điếu thuốc. Em nghĩ sao hả Phương? Nghĩ về cái gì? Về những lời anh đề nghị vừa rồi. Sao em? Anh chờ em một lát. Anh Minh, hãy cầm lấy tập hồ sơ này. Chúng ta sẽ lập hôn thú trễ hạn. Sau đó em sẽ gửi về bên Úc để tiến hành các thủ tục. Anh ráng làm nhanh, vì ngày mốt có người quen về, em sẽ nhờ gửi. Cảm ơn em nhiều lắm. Không có gì đâu anh Minh, dẫu sao tình vẫn còn nặng mà. Nhưng bao giờ có thể xong hả Phượng? Cũng không lâu lắm đâu. Em sẽ xin gia hạn thời gian ở lại để chờ cho xong các thủ tục và sẽ cùng đi với anh. Như vậy thì tốt quá. Trong thời gian đó, em và con có thể về sống ở nhà anh. Không được đâu. Em còn nhiều việc phải giải quyết. Ở khách sạn như vậy thuận tiện hơn. Được. Thế nào cũng được. Miễn là có một ngày anh được đi cùng em. Nếu Phượng cảm thấy việc em sắp sửa làm là cần thiết, thì anh không có ý kiến. Nhưng thế nào là cần thiết hả anh Năm? Nếu như bé Thu Cúc thật sự cần có một người cha, hoặc nếu như... Anh Năm cứ nói hết đi. Nói đi anh. Nếu như em vẫn còn cảm thấy yêu Minh. Lại thêm một người nói về chuyện này, mà cũng có thể. Và nếu như em nói còn yêu Minh, thì anh Năm sẽ khuyên em như thế nào? Bác Năm sửa giùm con đi, nó không chịu bài nữa rồi. Sao vậy con? Đâu? Để bác coi coi. À, được rồi, để bác cột cho nghe. Xong rồi. Ráng chút đi, ráng nghe. Rồi con chạy đi. Đó. Sao hả anh Năm? Anh sẽ khuyên em như thế nào? Trước giờ anh em sống chung xóm, anh vẫn thích tính Phượng ở chỗ là dám làm những gì mình cảm thấy cần. Cho nên trong chuyện này, hơn ai hết, Phượng phải là người hiểu rõ những gì mình sắp làm. Chừng nào Phượng đi? Cũng còn phải chờ làm thủ tục bảo lãnh cho Minh. Nhưng nếu em quyết tâm thì sẽ nhanh thôi. Má ơi, con biết phải nhiều rồi nè. À, mấy tấm hình chụp hôm đi picnic với vợ chồng Toàn có rồi nè. Ba má, đã đến giờ bọn con phải vào làm thủ tục rồi. Thôi thôi, để tụi con đi nghe. Ừ.
Ba má gắng giữ gìn sức khỏe. Tới nơi bọn con sẽ điện về liền. Con đi kìa má. Ba. Đi nghe. Ba má lại mình giỏi nghe. Con Phượng thiệt là tháo vát. Tôi cũng không ngờ nó lo giấy tờ cho thằng Binh đi được lẹ như vậy á. Sức mạnh của tình yêu mà. Thôi mình lên lầu đưa tiễn đi ba. Mình về em. Đứng yên. Vậy là tốt đẹp mọi điều rồi bà. Tôi cứ mong chờ hoài đến ngày này. Kìa kìa ông ơi, nó cất cánh rồi kìa ông ơi. Bà dùng gì xin tôi gọi. Dạ. Em à, đầu tiên mình sẽ ghé Bangkok phải không em? Ừ. Tôi đã transit. Mình mới chuyển máy bay để bay thẳng sang Úc. À, hình như đây là lần đầu anh tới Bangkok. À. Bangkok cũng đẹp lắm. Khu đôi xã KF 173 khi chỉ đơn hàng phải giang hà rì rau chả sơn hay cư hương này về là ăn săn lý khó rõ nghe thân và lúc bay nảy chôn quả rau chả riêng sử hỏng qua đình thao sóng thân nét gột thua sử phù rì gột hay con kẻ lấy dính ly thân bay còn. Coi chừng lạc đó anh. Nè, ở đây đẹp quá em ơi. Thôi mình đi chơi đi. Bangkok đẹp quá em ơi. Mà anh nghe nói còn nhiều cái hay lắm mà. Đúng, còn nhiều cái hay lắm.
Nhiều quá. Nhìn kìa, đẹp quá. Trong này bán gì vậy em? Mình vào uống nước đi. Thành phố nhộn nhịp và hấp dẫn quá em ha. Nếu muốn anh có thể đi dạo chơi một lát. Tiền trong này, thích gì anh cứ lấy xài. Anh cứ đi cho biết. Nếu không sang Úc, mọi người hỏi về Thái Lan mà không biết là quê lắm đó. Liệu thời gian có cho phép không? Mình còn hơn mấy tiếng đồng hồ nữa. Thừa sức cho anh cưỡi ngựa xem hoa một vài thắng cảnh. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Nhưng còn em và con thì sao? Em và con sẽ ngồi đợi anh ở đây. Sau đó mình sẽ về phi trường lên máy bay đi tiếp. Đi đi anh. Anh đi nghe. Nè, đúng chỗ này nha. Ừ, đúng chỗ này. Chị ơi, chị có thấy hai mẹ con ngồi đây không chị? What do you say? Đứa cao cao, đứa thấp thấp á. I don't understand. Thank you.
Economic chở khương khương sĩ khiếu ในเวลานี้ท่านถือบัตรขึ้นขึ้นของท่านทุกท่านให้ใช้ Economic ขอร้องท่านรออีกสักครู่You'll be called for boarding very shortly. May we ask you not to move until the color of your boarding pass is gone and kindly refrain from smoking. Please allow elderly persons and passengers with children to board first. Trong đời tôi duy nhất chỉ có một mối tình tôi trao cho anh. Và kể từ ấy, anh đã gây cho tôi một vết thương không bao giờ lành. 6 năm qua, vết thương ấy cứ làm tôi đau đớn. Tôi không thể quên được cái hôm anh đã đoạn tuyệt tôi, khinh bỉ sỉ nhục tôi. Cái hôm lẽ ra tôi đã chết nếu không gặp được những con người tốt đẹp cứu vớt. Và nếu không có người mẹ khổ đau của tôi đã tha thứ cưu mang tôi khi tôi sanh bé Thu Cúc. Anh Minh, tôi trở về không phải mong muốn nối lại tình xưa, mà chỉ hy vọng rằng thời gian đã làm anh thay đổi, để tôi có thể cho bé Thu Cúc gặp mặt cha như nó từng mong muốn. Nhưng tôi thật thất vọng, vì anh trước sau vẫn là một kẻ chỉ biết sống dựa vào người khác. Anh đã sẵn sàng từ bỏ tình cảm với một cô gái đang chuẩn bị làm lễ cưới với anh chỉ vì nghe lời bố mẹ quay lại với tôi. Điều đó làm tôi chợt nảy ra ý định đưa anh đến một nơi không còn có ai để mà sống dựa được. Anh phải tự lo lấy cuộc sống của mình. Âu thì đây cũng là một bài học cho anh. Chính vì vậy mà tôi đã bảo lãnh cho anh ra nước ngoài, chứ không phải làm thủ tục kết hôn như tôi đã nói với anh. Bé Thu Cúc rất cần một người cha, nhưng không phải là anh bây giờ. Hãy ở lại Bangkok với $100 và địa chỉ một người bạn của tôi. Họ có thể giúp anh khi cần thiết. Một ngày không xa, tôi và bé Thu Cúc sẽ trở về quê hương. Tôi mong rằng sẽ gặp lại anh, một con người đã hoàn toàn đổi khác. Tạm biệt anh. Đắm say lòng em đã để lại xót xa bao ngày qua, tình đâu biết bao mộng mơ nay còn đâu, giây phút em ngóng chờ.
hững hờ, con tim phai tàn ước mơ, lênh đênh không thấy bên bờ, mãi mãi dã từ cuộc tình đầu tiên. Ôi bao nỗi nhớ triền miên cho ngày tháng thêm đớn đau, tình buồn như ly rượu đắng, môi khô cạn cháy lòng nhau. Thôi em đành mãi xa anh, bao kỷ niệm lắng trong tim cho đời đắng cay thêm. Phượng hồng trước sân nhà em đã vội tàn, sắc hoa nay nhạt phai một thời.